Xin được kính chào quý khán giả. Góc nhìn đa chiều ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về một món ăn khoái khẩu của người Việt. Đó chính là nội tạng động vật. Chúng bao gồm tim, gan, cật, vân vân. Và nó được sử dụng trong bữa ăn hàng ngày hay trên bàn nhậu, từ các món như xào, luộc cho đến các món chiên nướng. Dễ làm, dễ ăn, nhưng nguy hại từ đây thì cũng không hề nhỏ. Đã từ lâu, nội tạng là món ăn khoái khẩu của nhiều người. Không chỉ là món ăn ngon, nội tạng động vật còn là loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, trong nội tạng động vật lại chứa nhiều chất đạm, chất béo và đặc biệt là chứa nhiều cholesterol, nên nếu ăn sẽ rất có hại cho sức khỏe. Hơn nữa, việc buôn bán không đảm bảo vệ sinh, không bảo quản đúng cách sẽ làm cho nội tạng động vật bị nhiễm bẩn, là môi trường thuận lợi cho vi sinh vật, vi khuẩn, virus, ký sinh trùng phát triển, gây ra nhiều bệnh về đường ruột, tả, lỵ, thậm chí có cả những ca tử vong do ăn phải nội tạng nhiễm khuẩn. Trong vai hai người chuẩn bị mở quán cơm, chúng tôi tìm đến một khu chợ. Tại đây, việc mua bán phụ tạng có vẻ rất đơn giản, người mua có thể đặt mua với số lượng lớn tùy ý. Và nếu muốn mua với giá rẻ, người bán cũng sẵn sàng cung cấp loại phù hợp với giá tiền người mua có thể trả. Đây mình bán đủ các loại nội tạng, kiểu nhà cháu đang đi, kiểu như là làm sinh viên đi, làm cơm này, làm cơm sinh viên mua về cho mẹ cháu làm nhà. Thì nhà mình cũng ra số lượng lớn đúng không ạ? Là cơm gì? Vâng, cơm hộp hay là cơm kiểu suất? Cơm cả cơm hộp cả cơm suất, nói chung là nhưng mà bán sinh viên thì bán suất rẻ thôi. Bán nhiều. Đấy, cô xem lấy loại đồ có thể rẻ thôi. Lấy rẻ thôi. Nhưng mà giá cả thì thế nào ạ? Cháu mua loại nào thì tính tiền lại đấy. Nếu mà cháu mà có nhu cầu thì con sẽ đặt cho. Cũng có đầu mối đúng không? Thế thôi, cháu đi ạ. Cảm ơn nhá. Có gì cháu tham khảo xong rồi cháu ra. Như quý khán giả thấy đó thì muốn mua bao nhiêu nội tạng mà không có. Việc dễ mua này đã gây hại cho sức khỏe. Chưa kể việc chúng ta mua phải hàng bẩn, hàng kém chất lượng thì sẽ như thế nào. Và rất nhiều vụ bắt giữ trong thời gian qua khiến chúng ta cần phải nhìn lại. Chưa kể đến, thời gian gần đây, các cơ quan chức năng đã đưa ra ánh sáng hàng loạt những vụ buôn bán, vận chuyển các loại nội tạng động vật thối gây nhức nhối trong dư luận. Theo như những đối tượng khai nhận, các loại nội tạng thối này vẫn sẽ được phân phối cho các nhà kinh doanh trên toàn thành phố. Và chỉ với vài thủ thuật nhỏ, sử dụng các chất tẩy, những loại nội tạng thối rữa này sẽ trở nên tươi ngon như hiện trạng ban đầu. Điều này cho thấy, người dân đang phải đối diện với nguy cơ cao tiêu thụ phải các loại nội tạng không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng. Theo điều tra, những quán đồ nướng như thế này hay những quán cơm bình dân, cơm sinh viên là điểm tiêu thụ lớn lượng nội tạng động vật. Với những món ăn, món nướng hấp dẫn mà giá thành lại cực kỳ rẻ, mặc những nguy hại đang rình rập từ nội tạng động vật, các quán ăn này vẫn trở thành những điểm đến quen thuộc với mỗi người dân. Theo các chuyên gia, nội tạng động vật gây nhiều ảnh hưởng xấu đối với sức khỏe của người tiêu dùng. Cụ thể như làm tăng mỡ máu, nhiễm độc do các hóa chất bảo quản, tăng nguy cơ nhiễm khuẩn, gây ung thư, tiêu chảy, mang đến những hệ lụy xấu. Đặc biệt là có những ca tử vong do ăn tiết canh nhiễm khuẩn. Mình nghe trên báo đài nói là rất là nhiều về vụ việc là cũng như là về nội tạng nó rất là bẩn thỉu. Khi mà mình cũng như là mình giết mổ nó rất là bẩn thỉu nên mình sợ. Thứ nhất là sẽ ảnh hưởng đến cái dạ dày mình là cái ưu tiên, sau đấy thì từ những cái bộ phận đấy thì là nó sẽ ảnh hưởng đến các bộ phận khác nữa. Hãy cùng nghe các chuyên gia nói gì về điều này và chúng ta cần phải làm gì tiết chế lượng ăn để nội tạng trở về đúng nghĩa là một món ăn thơm ngon bổ dưỡng. Với những cái thực phẩm ở ngoài lề đường thì những thực phẩm chế biến sẵn như là phá lấu hay là đồ lòng gì chẳng hạn đó thì nó sẽ rõ ràng là có nhiều cái nguy cơ là bị hóa chất tẩy trắng nè, rồi chất bảo quản nè, rồi có thể là màu công nghiệp nó làm cho cái màu sắc của cái món lẩu, cái món phá lấu nó đẹp hơn mà nó che giấu đi cái thật sự cái ruột đó nó bị hư, nó bị ngã màu rồi thì như vậy nó sẽ có cái nguy cơ đối với sức khỏe của mình. Về những bị cái ô nhiễm thực phẩm, bị ngộ độc thực phẩm, bị ăn phải thực phẩm không còn chất dinh dưỡng mà nó còn có nguy cơ là nhiễm độc hóa chất nữa. Cho nên là khi mà chúng ta sử dụng những cái thực phẩm lề đường thì chúng ta cần phải chú ý đến những cái nguy cơ đó nữa và tất nhiên là phải hạn chế thôi. Nên sử dụng nội tạng có nguồn gốc rõ ràng. Khi mua về cần phải chế biến đảm bảo vệ sinh rồi nấu chín kỹ.
Cần để thực phẩm đã chín ở nơi sạch sẽ, cào ráo, không bị ô nhiễm hoặc có thể bị lây nhiễm bởi thực phẩm bẩn khác sang. Nên ăn ở mức độ vừa phải để phát huy dinh dưỡng loại thực phẩm này. Đối với những người thừa cân, béo phì, rối loạn mỡ máu thì nên hạn chế và tốt nhất là không nên dùng các món ăn chế biến từ phủ tạng động vật. Lời khuyên vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Xin được cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.